Chào mừng quý vị quay trở lại với Ngã về phía trước. Và câu chuyện hôm nay chúng ta đang chia sẻ đó là câu chuyện của người đã vượt qua khó khăn để tiếp tục với nghề bún và trở thành một trong những người cực kỳ thành công trong việc sản xuất bún ở thành phố Hồ Chí Minh và kể cả nước. Chị Nguyễn Thị Bính đang chia sẻ với chúng ta. Quay trở lại với câu chuyện làm bún. Chúng ta cũng hiểu rằng đây là một công việc khá là thú vị, và tôi bất ngờ thì được quay đưa ra một cái loại vật như thế này. Chị thấy vật này quen đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Đây là những cái vật là đầu tiên khi Bính bước vào nghề, Vâng. và bố của Bính là đã chặt những cây tre trẻ và vót từng cây đan thành những cây phên như thế này để Vâng. cho Bính đem vào đất Nam giải ra để mà phơi bún lên trên. Vâng. Người cha của chị có một cái ấn tượng như thế nào trong lòng của chị cho đến bây giờ? Nói ra thì rất là cảm động, bởi vì bố của Bính luôn chỉ mong Bính quay về nghề tổ, và ông ước mơ được vào với con gái của mình làm nghề. Nhưng khi ông chặt được 3 cây tre về, ông pha ra, sau đó là ông đã nằm bệnh sau 3 tháng là đã mất, không được một ngày ở với con gái và cũng không được tiếp nối với cái nghề. Những người cha như thế là những người cha tuyệt vời, và chị rất hạnh phúc khi có được một người cha như vậy. Cha của chị gửi chị những thanh nan, đấy không phải những cái gì đó rẻ nhất mà tần như nó chả bao nhiêu tiền cả, nhưng Đúng cho rồi chị đấy. một cái vốn vốn rất lớn. Phải chăng cha của chị chính là một niềm tin? Ê, chúng ta sẽ nói về những niềm tin để chị có thể vượt qua được những cái lúc khốn khó nhất, những bế tắc nhất. Trong những lúc mà khó khăn nhất, ngoài cha của mình, chị có được một niềm tin nào đó hay không? Và cái niềm tin nào là cái niềm tin lớn nhất giúp chị có thể vượt qua những lúc bế tắc nhất? Bố của mình nói: "Con à, nghề của mình tuy vất vả nhưng đò lửa là có tiền." Thành ra là Bính vẫn cứ cố gắng, mặc dù khi bước vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh, cả một thị trường toàn là bún có hóa chất, có một mình Bính là bún nó khác, thành ra rất là khó cạnh tranh. Chính vì thế là Bính suy nghĩ luôn một điều, những cái lời của cha Bính nói, thế là Bính quyết định, sau làm cơ sở ổn định rồi, nó mình quyết định xây dựng lên công ty và mình đăng ký thương hiệu. Và mình đã lấy cái thương hiệu là bún Thủ Đức Nguyễn Bính, bởi ước mơ của cha của Bính ấy, thời xưa là luôn chỉ mong muốn là vợ con đi vào cái khu đó để tiếp tục hành nghề. Và trong suốt quá trình chị làm, chị sẽ phải đương đầu. Tôi biết rằng là chị không thể nào đơn giản để có thể tự mình đi đến thành công được, mà trong đó chị sẽ bị tấn công rất nhiều, sẽ bị tác động của người khác. Có những người mà thậm chí đó, có những người còn nói đến sự hãm hại của người ai đó dành cho chúng ta trong suốt quá trình mà chúng ta muốn vươn đến thành công, bởi vì họ không thích theo chúng ta thành công. Chị có bị như vậy không? Có chứ, gợi rất là nhiều nguy kịch. Lúc khi mình phản ánh hóa chất trong bún thì mình đã bị rất nhiều những cú điện thoại. Tức là chị đã mà đứng ra công khai cái chuyện dù có nhiều nơi người ta làm bún bằng hóa chất để Đúng tạo rồi, ra tẩy trắng đúng không chị? đúng rồi. Cái tẩy tiloban là Bính nói đầu tiên, lên tiếng đầu tiên đó. Và Bính đã phản ánh rất là nhiều lần. Bính nghĩ một điều, cả một thành phố lớn mà vấn nạn hóa chất trong sản phẩm mà mọi người dân không hề biết. Bây giờ mình phải làm gì, làm ra sao để cho người dân người ta hiểu được và biết được những thực phẩm sạch. Khi chúng ta nói đến sự khởi nghiệp, chúng ta quyết tâm làm ăn, ai cũng nghĩ là đầu tiên phải có vốn. Mà cái vốn ấy, người ta cái hình dung đó là tiền. Nhưng mà chị từ bàn tay trắng đúng không? Mà thậm chí lại không có gì cả. Từ nan tre của cha tặng, 3 cái nan tre đôi khi lại là có một cái giá trị vốn cực lớn. Vốn tâm lý, tâm linh. Tuy nhiên, người ta nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhân thiên địa. Đó là những yếu tố nói gì thì nói nó vẫn tác động. Đối với chị, yếu tố đó nó tác động đến cái sự thành công của chị đến bây giờ như thế nào? Hầu như là mình không có được nhân hòa cái gì hết á, Dạ. toàn bộ bằng cái tâm và cái lực của mình.
có những lúc bính nấp 3 ngày 3 đêm không được ngủ đến một phút. Dạ. Mà vẫn phải cố. Những buổi khởi đầu tiên để làm ra sợi bún là tay chân của mình to như quả chuối, sưng và bị nước ăn chân ăn tay hết. Bởi vì chồng của mình không có nghề, mà cha của mình có nghề thì chết rồi. Anh em vòng quanh không có, có một mình mình làm từ A đến Z. Làm xong tự mình đi bán. Thì cứ nghe những lời của bố nói và mình cố gắng với những cái quyết tâm của mình, nghị lực của mình, rồi cộng thêm những cái học hành của mình. Thế là sau đó là mình bước vào nghề một năm thôi. Thì mình là người đầu tiên đưa công nghệ hơi vào sản xuất bún. Rồi cái máy bún tự động này, mình cũng là người đầu tiên suy nghĩ 3 ngày 3 đêm để đưa ra ý tưởng máy sản xuất bún tự động. Xong mới đầu mình gọi những tay cơ khí giỏi đến mình trao đổi. Thì lúc đó là bắt đầu họ kết hợp cùng với mình là thành công được máy sản xuất bún. Như vậy là kiến thức về kỹ thuật học ở trường bắt đầu phát huy. Chính xác. Vâng, cái đó cũng là một điều may mắn khi mà chị doanh nghiệp của chị có được một người lãnh đạo như chị, tức là sáng tạo. Chúng ta đã đi qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bính, đó là lúc chị bế tắc nhất. Rồi những cái niềm tin của chị và kể cả những hành động mà chị làm để chị vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, không thể tách khỏi lại phải những người thân, những người thân yêu trong gia đình, những bạn bè. Chị có nói, chị có thể nói một chút về trong suốt chiều dài của 17 năm với nghề bún, người đồng hành sát cánh với chị mà chị hàm ơn nhiều nhất, quý mến nhất là ai không? Là chính mình hay là những người thân? Mình thành công được thì cũng phải nhờ vả những người vòng quanh. Thứ nhất là người thân của mình. Yeah. Thứ hai là đến tất cả những công nhân của mình. Đó. Thì đầu tiên người thân của mình ở đây thì sát vai với mình là ông xã của mình. Yeah. Ông xã của mình là người rất là hiền từ. Và nhiều những lúc, thật sự có những lúc làm sao mà tránh khỏi sai lầm hoặc là lệch lạc hướng. Nhưng mà khi bị sai lầm lệch lạc hướng thì ông xã mình không bao giờ cằn nhằn mình đến một tiếng, cũng không bao giờ mắng mỏ một tiếng, mà ông vẫn bình thường, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và chỉ biết chăm lo cho vợ ăn uống đều hòa. Bởi vì bản năng của mình là không bao giờ mình đi chợ, không bao giờ đi chợ, không bao giờ mình nấu ăn. Mình biết nấu ăn nhưng mình không nấu. Ông xã chỉ trở thành ông nội trợ. Ông xã chuyên môn đi chợ, đưa con đi học. Ông xã mình cầm tiền cho mình rất là chắc chắn. Mình không bao giờ biết cầm tiền. Vậy là chị may mắn có một được một điểm tựa, dành những tình cảm hết sức chân thành cho người chồng và một niềm tin cho người chồng. Thế còn anh? Anh nghĩ thế nào về người vợ từng trải và rất là vất vả của mình? Chúng ta sẽ cùng nghe. Người ta hay nói, đằng sau sự thành công của một người đàn ông là hậu phương vững chãi từ một người phụ nữ. Ở trường hợp của chị Nguyễn Thị Bính, chúng ta thấy điều ngược lại. Luôn sát cánh bên chị từ thuở hàng vi đến khi sung túc, là người chồng tận tụy, yêu thương và luôn nhẫn nại hỗ trợ chị.